Hai ngày qua, giao thông qua đoạn cầu Trần Phú, thành phố Nha Trang bắt đầu ùn tắc kéo dài khi thành phố bước vào thi công cầu xóm bóng. Hàng ngàn phương tiện giao thông phải bò trên từng mét đường. Ghi nhận tại thời điểm 9 giờ sáng cùng ngày, dù không phải giờ cao điểm, nhưng cầu Trần Phú xe cộ kẹt cứng. Lòng đường hết, nhiều xe máy phải leo lên lề đường dành cho người đi bộ. Người đi bộ lúc này chỉ còn biết ép mình vào sát thành cầu, vừa bám cầu, vừa đảo mắt nhìn xe phía trước và phía sau. Giao thông thành phố càng về trưa càng kẹt cứng. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, hiện nay Sở đã cho dừng các đèn tín hiệu trên cầu Trần Phú để giảm bớt ùn tắc giao thông. Các xe trọng tải trên 5 tấn được điều tiết từ xa để không cho vào trung tâm thành phố qua đường này trong khoảng từ 5 giờ đến 21 giờ. Hiện chủ yếu chỉ có xe khách và xe con, xe gắn máy được lưu thông. Theo ông, hiện nay để đảm bảo giao thông, thành phố đã tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, lực lượng thi công để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông theo sơ đồ phân luồng. Dự kiến giao thông tại khu vực phía bắc thành phố sẽ còn ùn tắc đến hết ngày 12 tháng 7 khi cầu xóm bóng được tu sửa xong.